Hello, xin chào mừng tất cả anh em. Hôm nay thì cậu Vàng sẽ có một cái video giới thiệu cho anh em về bộ skill rất là đặc biệt vừa mới ra mắt trong con game mobile tốc chiến có tên gọi là skin Triệu Long Sư. Đây là một cái bộ skill được dành riêng, được thiết kế riêng dành cho tựa game Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến. Và đây là skin độc quyền nha anh em nhé, sẽ không có ở trên PC. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào game để trải nghiệm xem là cái bộ skill Triệu Long Sư này nó như thế nào nha. Đây, đây là mình đã vào game rồi. Thì ra con Liên Minh Tốc Chiến này mình cũng có chơi nhưng mình chơi ít thôi anh em ạ. Mình chỉ thỉnh thoảng mình mới vào chơi thôi. Đợt này thì nó vừa update xem cái bộ skill Triệu Long Sư này. Thì mình sẽ vào trải nghiệm. Các bạn thể thấy đây là cái chuỗi sự kiện này. Các bạn nó tên gọi là Đạo của Triệu Long Sư. Đấy, thì anh em có thể tham gia vào game và tham gia cái sự kiện này nhá. Đại loại thì là ngoài cái phần trang phục Triệu Long Sư mới xuất hiện ở trong tốc chiến bao gồm dành cho tướng Master Yi và tướng Kai'Sa thì anh em sẽ có những cái trang phục brand hàng Cửu Thần Long này hoặc là Aurelion Sol Lôi Vân Thần Long và AC Mộc Linh Thần Long. Đấy, anh em có thể tham gia cái sự kiện ở trong game. Đây, ví dụ mình trắc nghiệm rồi mình chọn mình sẽ chọn đạo của Triệu Long Sư này, mình sẽ chọn một tướng nào đó thì mình sẽ gia nhập đội. Đó, và các bạn sẽ khi mà hoàn thành xong nhiệm vụ thì anh em sẽ nhận được thưởng tương ứng nhá. Ví dụ như ở đây mình sẽ chọn của Master Yi đi, mình sẽ chơi Master Yi. Mặc dù trong con game Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến này thì mình hay chơi vai trò là support hoặc là đi đường giữa nhiều hơn, mình không chơi đi rừng nhiều, nhưng mà thôi vì là bộ skill này nó rất là đẹp luôn, thế nên là mình sẽ chơi thử, tập chơi thử Master Yi nhá. Có gì anh em nếu mà mình chơi ngu ấy hoặc chơi gà anh em thông cảm. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ ngó thử qua cái bộ skill thời trang của Master Yi nhá. Chúng ta sẽ mình sẽ xem của Kai'Sa trước. Kai'Sa thì mình chưa mua, tướng Kai'Sa mình cũng không chơi, mình chưa mua lắm. Đây, chúng ta sẽ có bộ skill Triệu Long Sư của Kai'Sa, nó tên gọi là Đầm Phá Thần Long, rất là đẹp luôn, ngầu đét ạ. Skin rất là đẹp nhưng mà mình lại không chơi Kai'Sa anh em ạ, nên là mình cũng thôi thì lướt lướt qua thôi nhá. Đấy, bộ trang phục Triệu Long Sư của Kai'Sa thấy là cũng rất là đẹp. Đây, chúng ta sẽ đến với Master Yi. Đây, Master Yi của mình đây. Chúng ta sẽ ngó qua cái bộ trang phục Phong Vân Thần Long, nó có gọi là Master Yi Phong Vân Thần Long, rất là đẹp, rất là ngầu luôn. Anh em nhắc lại là anh em lưu ý nhé là cái bộ skill này nó chỉ độc quyền ở trên Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến thôi, không có trên bản Liên Minh Huyền Thoại trên PC. Nếu mà anh em nào muốn sở hữu cái bộ skill này thì anh em có thể nạp. Đó, các bạn mua, nạp thẻ và mua nhá. À, rất là ngầu luôn. Bây giờ thì có lẽ là mình chưa có tiền, mình phải nạp tiền mà mình sẽ mua nhá. Ở đây thì mình sẽ mua trực tiếp trên App Store thông qua là kết nối Momo. Đấy, mình sẽ dùng Momo để mua nhá, rất là tiện luôn. Cái ứng dụng Momo đang sẽ hỗ trợ các bạn thanh toán ở trên cửa hàng Google Play hoặc là App Store. Đấy, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn anh em cài đặt thanh toán của Momo nhá. Đây, chúng ta sẽ đến, các bạn sẽ đầu tiên ấy, anh em sẽ phải tải Momo ở trên App Store hoặc là Google Play. Ở đây mình đang dùng máy iPhone thì mình sẽ cài Momo nhá. Thật ra thì mình đã cài rồi bởi vì mình dùng Momo cũng khá là lâu rồi, rất là tiện luôn. Đây, sau khi các bạn tìm trên App Store thì anh em có thể đánh chữ Momo nó sẽ ra luôn, các bạn sẽ cài đặt vào. Rất app rất là nhẹ nhàng, mượt. Đấy, chúng ta sẽ đăng ký bằng số điện thoại của anh em nhá. Sau khi đăng nhập xong thì anh em có thể kết nối liên kết với cái ngân hàng của các bạn, các cái ngân hàng tại Việt Nam như kiểu Techcombank, Vietcombank gì đó thì anh em có thể liên kết vào và các bạn nạp tiền vào đây. Sau đó thì các bạn có thể sử dụng các dịch vụ mà Momo cung cấp. Ở đây thì Momo cung cấp cho anh em rất là nhiều dịch vụ nhá, thanh toán tiền điện, tiền nước, nạp tiền game, nạp thẻ điện thoại, rồi rất là nhiều cái ứng dụng khác như kiểu đọc truyện, xem phim, mua ca cộng, rồi nhiều lắm. Cái app Momo này coi như là anh em sẽ sử dụng rất là nhiều, được nhiều dịch vụ thông qua chỉ một app thôi mà anh em có thể thanh toán một cách rất là dễ dàng. Nên là mình khuyên là anh em nên dùng Momo. Thực tế thì mình nghĩ là rất nhiều anh em dùng Momo rồi. Tuy nhiên có thể rất nhiều anh em chưa biết là Momo đã hỗ trợ cái việc thanh toán mua ứng dụng hoặc là mua các cái thanh toán khi mà anh em chơi game ở trên Google Play hoặc App Store. Nó đơn giản hơn rất nhiều. Hồi xưa mình chơi game ấy thì mình phải dùng thẻ Visa, mà thẻ Visa thì không phải ai cũng có điều kiện để mở cả. Chúng ta thường có thẻ ATM thôi. Thế nên là với sự ra đời của ví Momo cũng như là hỗ trợ ví Momo hỗ trợ thanh toán qua App Store và Google Play, bây giờ thì anh em có thể mua ứng dụng hoặc là thanh toán in game
các cái vật phẩm, mua bán skill như kiểu chơi MOBA, chơi game MOBA như kiểu game tốc chiến này rất là dễ dàng. Đấy thì anh em sẽ cài đặt cái Momo này nhá và tạo tài khoản. Ngoài ra thì game sẽ có rất là nhiều ưu đãi, các cái voucher để anh em mua đồ ăn này, rồi mua rất là nhiều cái được với cái giá rất là hạt rẻ. Thậm chí là những cái dịp lễ Tết ấy sẽ có rất là nhiều cái sự kiện để anh em trải nghiệm. Rồi sau khi anh em đã có Momo thì anh em sẽ vào cái phần cài đặt App Store của anh em nhá. Đây, mình đây là anh em sẽ bấm vào App Store này, có phần phương tiện và mục mục mua này. Các bạn sẽ ấn vào đấy nhá, tức là cái để cái phần thanh toán và giao hàng đấy. Đó sẽ các bạn sẽ ấn vào thanh toán và giao hàng này. Ở đây thì mình đang có thẻ Visa rồi nhưng mà mình sẽ thêm phương thức. Chúng ta sẽ chọn ví Momo ở đây. Đó và các bạn sẽ ấn đăng nhập vào Momo. Đó, các bạn ấn vào đây, các bạn phải cài đặt Momo trước nhá. Đây, mình sẽ ấn vào này. Và đợi một lúc để thêm cái phần thanh toán này vào. Đây, nó vào, chúng ta sẽ đồng ý để tiếp tục cài đặt với ứng dụng Momo. Nếu mà chưa có thì anh em sẽ cài. Ở đây thì mình đã cài sẵn rồi và chúng ta sẽ liên kết thôi. Đấy, kích hoạt qua Face ID, đồng ý thì anh em sẽ ấn chữ xác nhận. Rồi. Ơ, xong rồi. Đơn giản dã man luôn. Ui, còn đơn giản hơn là việc mình nhập thẻ Visa để thêm thanh toán ấy. Đấy, như vậy là xong rồi. Chúng ta sẽ có thanh toán Momo ngay trên đầu này và nó sẽ ưu tiên là thanh toán bằng Momo trước nhá. Đó, nó rất là tiện luôn. Ồ, như vậy là xong rồi, nó đã liên kết với cái số điện thoại qua ví Momo của anh em rồi. Đấy, và bây giờ thì anh em đã có thể trực tiếp là mua cái skill của Master Yi ở trong ngay trong game rồi. Đây ví dụ như là mình cần 1.400 thì mình sẽ mua hai gói nhá, anh em nhá. Mình sẽ mua hai gói đó là mua cái gói 219.000 này đầu tiên này. Đó, chúng ta sẽ mua cái gói này và nó sẽ trực tiếp trừ qua thẻ ví Momo luôn. Và các bạn chỉ cần đây mình ấn vào nhá, mình mua này. Mua thử cho anh em xem. Đây, chúng ta sẽ xác nhận đồng ý là thanh toán với số tiền là 219.000 qua Momo. Ok. Đặt xong. Ui, nhanh dã man luôn. Thề với anh em là thanh toán qua ví Momo nhanh cực luôn, nhanh hơn cái đợt mà mình thanh toán qua ví Visa. Nó nhập số lằng nhằng rồi phải tạo tài khoản, nó tạo thẻ Visa nó rất là nhằng. Ở đây hình như là thiếu tiền rồi, anh em phải nạp thêm một cái gói 109.000 nữa. Tổng cộng là như vậy là mình mất khoảng 218.000 để có một cái skin của Master Yi. Skin Triệu Long Sư như vậy. Đấy, nếu anh em nào muốn sử dụng Momo để nạp game thì mình sẽ để hai đường link ở phía bên dưới comment thì anh em có thể click vào đó, các bạn sẽ đăng ký Momo nhé và làm theo cái hướng dẫn mà mình vừa hướng dẫn anh em ấy, các bạn thêm vào tài khoản Google Play hoặc App Store. Cái Google Play làm tương tự cái bên App Store nhá. Dễ lắm, nó đơn giản dã man luôn. Đấy, các bạn chỉ cần làm theo cái hướng dẫn của mình là có thể thêm cái ví Momo vào cái phần thanh toán App Store rồi. Đấy, bây giờ thì mình đã nạp xong tiền và bây giờ mình sẽ mua nhá. Uầy, đây rồi anh em ơi, ngon ngon ngon. Rồi. Đây cũng là lần đầu tiên mình mua skin của tốc chiến đấy anh em ạ và mình đã sử dụng cái phương pháp là sử dụng ví Momo rất là tiện luôn. Mình biết đến cái việc là ví Momo hỗ trợ lâu rồi nhưng mà bây giờ thì mình mới trực tiếp mua và thực sự là rất là đơn giản và dễ dàng luôn. Mình khuyên là anh em là nên sử dụng ví Momo để thêm vào thẻ thanh toán của App Store, Google Play. Thậm chí sau này anh em mua iCloud các thứ cũng qua Momo hết, thanh toán các cái ứng dụng của Apple ấy rất là tiện luôn. Ok, bây giờ thì mình sẽ chơi thử đi, sau khi mình mua rồi thì mình sẽ trải nghiệm và chơi thử cái tướng Master Yi Triệu Long Sư này của mình nhá. Bây giờ chúng ta sẽ vào chiến đấu, chúng ta sẽ đánh thương thôi. Rồi, ở đây thì mình đã pick được Master Yi rồi anh em ạ. Và chúng ta sẽ lựa chọn skill, bộ skill này nhá. Chúng ta sẽ lựa chọn cái bộ skill Phong Vân Thần Long của Master Yi. Mình đánh hơi gà anh em thông cảm nhá. Mình cũng căn bản là mình hay chơi support ấy nên là mình không đi rừng nhiều nhưng mình cũng chơi cũng chứ. Thật ra thì Master Yi tôi đánh gà lắm. Ở đây mình sẽ chọn bảng ngọc các thứ này. Mình đánh hơi gà anh em thông cảm nhá. Rồi, chúng ta sẽ đánh đi. Có vẻ khá ok rồi. Chúng ta sẽ lấy trừng phạt và tốc biến. Đi rừng thì chúng ta sẽ phải lấy cái bổ trợ là trừng phạt để đánh quái rừng nhanh hơn. Đấy, mình sẽ cắt highlight ra thôi nhá anh em nhá. Mình cũng chơi chơi nhưng mà để tránh video quá lâu ấy nên mình sẽ cắt highlight ra thôi. Đoạn nào mà tôi đánh gà thì anh em thông cảm. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu trận đấu nhá. Chúng ta sẽ căn bản là đây là một trận đấu show skill cái bộ trang phục mới của Master Yi. Đấy, bộ trang phục Phong Vân Thần Long. Rất là ngầu, mình đã thông qua ví Momo á, mình đã mua được cái bộ này, rất là đơn giản luôn. Đấy.
Sau này thì anh em có thể mua thêm các bộ trang phục khác bằng cách là thanh toán qua ví Momo, mua trực tiếp trên cửa hàng ứng dụng Google Play App Store nhá. Rồi chúng ta sẽ đợi quái rừng ra và bam thôi. Tốc chiến thì chơi nó dựa trên Liên Minh Huyền Thoại PC ấy, nên là chơi nó sẽ có rất là nhiều điểm giống. Tất nhiên là nó sẽ phải thay đổi để phù hợp hơn với cái lối chơi trên mobile, nhưng mà về cơ bản thì là nó là một con Liên Minh Huyền Thoại trên mobile. Đấy, lối chơi nó sẽ khó hơn. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu này, mình chém này. Ui, ui rồi, quái tôi skill lỗi anh em ạ. Tôi nhảy một lần cuối lỗi. Và mình rất là ghét con Luck nhá. Mình cũng rất là khóa chơi Luck luôn, mình rất thích chơi Luck luôn. Và bây giờ mình đối mặt với cái con Luck này thì rất là khó chịu. Con Luck là con cầm gậy kìa anh em kìa. Nó là một con đấy thì đi support cũng được, mà đi giữa cũng được. Rất là ổn, là sát thương rất là tốt. Có cái chiêu chói ấy, rất là khó chịu. Rồi, phải thủ trụ thôi, nó đang đẩy trụ này. Đấy, nó đang đẩy trụ của mình ấy. Nên là phải chịu thôi, nó sẽ phải đánh như thế này. Rồi, bam, rồi, không được rồi. Chịu rồi, khỏe quá. Ban đầu mình hơi chuếnh. Các bạn, như mình đã nói thì cũng là lần đầu, không phải lần thứ 2, thứ 3 thì thôi, mình chơi Master Yi. Nào, làm xin luôn mạng nào. Úi dồi, thôi xong rồi. Làm highlight đấy mà toang đấy là toang rồi anh em ạ. Rồi không sao không sao, bình tĩnh bình tĩnh, chúng ta sẽ đi farm tiếp này. Đây thì đây được một mạng rồi anh em ơi. Đấy cuối cùng thì cậu vàng cũng được một mạng. Tiếp nha, chúng ta sẽ dình ở đây. Đấy, các bạn thấy là cái bộ skill phong vân thần long rất là đẹp luôn. Lee Sin này. Đấy, bắt đầu quay trở lại rồi ạ. Mặc dù mình đã feed 3 mạng ban đầu, nhưng bây giờ mình đã có 2 mạng trở lại rồi. KDA của mình đang là 2-4-0, lại vừa chết thêm 1 mạng rồi, cay dã man. Rồi đây rồi, chạy à bạn, ulti này, chém. Chiêu 1 là chém liên tiếp nhá, chiêu cái ulti chiêu cuối là nhảy, chém liên tục vào người luôn. Chiêu 2 thì hồi máu. Với bạn nào, nói chung là Master Yi này thì đánh rất là hay, kỹ năng cao. Bạn nào mà thích kiểu bay nhảy ấy thì rất là khoái con Master Yi này. Mình lại không thích bay nhảy lắm, chơi cho vui thôi. Rồi, đang là 3/5 này. Cứ bình tĩnh anh em ạ, tí nữa tôi sẽ không feed đâu, sẽ cố gắng là không feed nhá. Ôi, tự nhiên có thằng đem cho mạng mình chém hết luôn, bây giờ khỏe rồi, có đồ rồi, khỏe rồi. Quả là ulti hơi fail, nhảy vào quái, ulti nó nhảy liên tục ấy, nhưng mà nếu kiểu đông người ấy, hoặc là có quái xung quanh, nó sẽ nhảy sang cả quái nữa. Nó khá là giống con Junero nhỉ, của Dota, kiểu như vậy. Anh em thấy không? Double skill này. Tiếp xin mạng nữa, xin mạng nữa. Úi dồi ôi, kia là KS, mình còn tí thì triple kill. Đấy, mình hết phí rồi anh em ạ. Ây à, uầy. Con Luck nó bùn tì cay thật đấy, tôi đánh trận này tôi rất là cay con Luck nhá. Thề cay dã man luôn, nó đánh rất là khó chịu. Láo, lưới láo này. Ủa chém hết, bây giờ mình chém hết double kill dành cho cậu vàng. Triple kill không, triple kill. Trời ơi, anh em không? Kiểu cảm giác có cái bộ skill mới ấy, kiểu búp dã man luôn, kiểu cảm giác đánh hay hơn gấp mấy lần nhỉ. Đây con Luck này, mày láo. Thôi. Cay nhờ, lại không giết con Luck đấy rồi. Cay dã man, cái này nó khó chịu thật đấy. Đấy, kiểu cảm giác mua được cái skill mới ấy, thông qua ví Momo ấy. Trời, đánh kiểu tín dã man, bình thường tôi đánh gà lắm. Rồi, lại chặt chém này. Láo này, đấy, 9/7 rồi anh em ạ. Nói chung là cũng không phê lắm. Chạy đi đâu bạn ơi, ôi bạn ơi, ôi bạn ơi. Ui, trụ nó bắn chết luôn. Nhưng không sao, cũng được double kill. Đấy anh em thấy không, hết fit rồi. Đấy, nói chung là cũng không đến mức là bóp lắm. Mà trận này đánh căng thật đấy. Đang đánh thường đấy nhá, không phải đánh rank đâu mà hai bên đánh rất là căng. Ôi, xong rồi. Nhảy. À, bạn ơi. Ôi bạn ơi. Ui đông thế. Mà không sao, mình có giáp hồi sinh, giáp thiên thần. Quay trở lại tiếp tục chém này. Ui, bắn đau đấy. Ôi, Luck nó khó chịu thật đấy. Thế anh em luôn là mình phải bị giết bảy con Luck phải mấy lần đấy. Cay dã man. Lên bạn ơi. Lên bạn ơi. Ui, thôi, xong rồi. 54 giây. Toang rồi anh em ạ. Toang. Con này thua rồi.
chung là mình cũng cố gắng thôi, chứ mình như mình đã nói thì mình cũng ít chơi Master Yi lắm, nên là quan trọng chủ yếu là sâu cái skin mới ấy. Phong Vân Thần Long đấy, sâu cho anh em. Ok thì chắc là thua rồi, của này cũng đỡ rồi, nhưng mà ít ra là cũng không feed mạng 11/11. Ok thì như vậy là hôm nay cậu Vàng cũng giới thiệu và trải nghiệm cho anh em bộ skill mới độc quyền của Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến, cũng như là giới thiệu cho anh em cách nạp game qua Google Play và App Store bằng ứng dụng Momo, bằng ví Momo. Đấy, anh em này, anh em nào muốn nạp game thì sau này thì có thể sử dụng ví Momo thêm thanh toán trực tiếp vào nhá. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của cậu Vàng. Mà nào thấy thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh Tốc Game Online ủng hộ cho cậu Vàng nhá. Đừng quên là tải ví Momo bằng cách là click vào đường hai cái đường link mình để phía dưới comment nhá. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye.